Kính thưa quý vị và các bạn, và để ngay bây giờ không khí của chúng ta thoải mái hơn, thư giãn hơn, để cho các thí sinh phía bên trong không bị quá hồi hộp, chúng ta sẽ cùng trò chuyện và giao lưu chút xíu cùng với những vị chủ nhà trong năm nay. Đầu tiên, Quốc Bảo rất là muốn lắng nghe sự chia sẻ đến từ vị chủ nhà quen thuộc của chúng ta, đó chính là huấn luyện viên Minh Tuyết ạ. Chị ơi, lần này quay trở lại cùng với Ai Sẽ Thành Sao và mùa thứ ba rồi, thì chị cảm thấy lần đầu tiên ngồi chung với chị của mình và ngồi chung với hai người đồng nghiệp còn lại, và trong năm nay thì chị có thay đổi gì khác so với cái tiêu chí chấm điểm của mình cũng như là lần xuất hiện trong năm nay không ạ? Trước hết cho phép Minh Tuyết gửi lời chào thân ái đến cho tất cả các quý vị khán thính giả đang có mặt trong trường quay, và chúc cho mọi người có một đêm nghe nhạc thiệt là vui, được không ạ? Và Minh Tuyết xin gửi lời chào đến Quốc Bảo, phải không? Dạ, chào chị. Quốc Bảo và tất cả khán thính giả của đài truyền hình Vĩnh Long cũng như trên toàn thế giới đang xem chương trình Ai Sẽ Thành Sao mùa 3 này. Thực sự là Minh Tuyết ngồi tới hôm nay là ngồi tới mùa 3 rồi. Hai mùa trước thì ngồi với các huấn luyện viên khác, Phương Thanh, anh Ngọc Sơn, rất là vui, Quang Dũng, một ekip làm việc rất là thoải mái. Năm nay có sự thay đổi lớn, nhưng sự thay đổi này Minh Tuyết lại cảm thấy vui hơn nữa. Vui hơn nữa hả chị? Vui hơn nữa là bởi vì đương nhiên vì Tuyết được làm việc chung với chị của mình, đó là chị Cẩm Ly. Ngoài chị Cẩm Ly ra thì một người nữa cũng không kém phần thân thiết với Minh Tuyết, như là một người em trai mà có đôi lúc xin lỗi Quang Lê trước, là bởi vì Quang Lê có nhắn gửi chị Tuyết rất nhiều lần và chị Tuyết cũng ráng học bài rất nhiều lần. Nhưng vì cái sự thân thiết với Quang Lê quá, đôi lúc quen cái miệng rồi giống như kêu cái thằng em vậy đó, cho nên ở nhà kêu: "Ê thằng Lê, ta nói mày nghe nè", kiểu dạng vậy, nó quen cái miệng rồi. Cho nên lên tới sân khấu đôi lúc lại lỡ kêu em nó bằng thằng, nhưng mà có nghĩa là thằng em của mình chứ không phải là thằng này thằng nọ. Cho nên nếu chị có lỡ thì Lê nhắc chị nha, và mong rằng quý vị hiểu và thông cảm giùm cho Minh Tuyết. Và rất là vui khi được ngồi với Quang Lê, bởi vì Quang Lê là một người ca sĩ rất là nổi tiếng, có một cái giọng hát rất là ngọt ngào và cũng không kém phần hóm hỉnh. Và cái người cuối cùng mà Minh Tuyết muốn nói đến đó là nam ca sĩ Quốc Đại. Thực sự Quốc Đại cũng không xa lạ gì Tuyết, bởi vì Quốc Đại là một trong những con gà chính của trung tâm Kim Lợi, là cũng là của trung tâm của anh Minh Vi và chị Cẩm Ly, tức là anh rể của Minh Tuyết. Và Minh Tuyết cũng làm việc với trung tâm Kim Lợi cũng khá dài lâu, cho nên cũng quen biết Quốc Đại rất là nhiều, và cũng là một giọng hát vô cùng ngọt ngào. Cho nên ngày hôm nay ngồi ở đây với những thành phần mới nhưng cứ như là với gia đình của mình vậy. Đó là cái điều mà Minh Tuyết cảm thấy có sự thay đổi thật lớn, nhưng lại thật rất gần, dường như không có gì thay đổi cả.